cẩn thận sập bẫy vì hiệu ứng FOMO trong bất động sản. Cái mô hình này nó rất là kinh khủng các bạn. Nó có một cái đội sale lên đến mấy trăm người luôn. Và họ chạy quảng cáo một cái dự án ở một cái khu vực nào đó, ví dụ như là Đồng Nai hoặc là Bình Dương. Và họ cam kết cái lợi nhuận là 20-30% khi đầu tư, hoặc là chỉ cần bỏ ra 100 triệu sẽ sở hữu được cái bất động sản tại trung tâm của tỉnh, hoặc là hàng ngọc của ngân hàng, vân vân. Sau đó họ gom tất cả các nhà đầu tư lại đến một cái địa điểm nào đó và họ lùa lên một cái chiếc xe, đóng kín cửa lại, chở đi đến một cái nơi rất là xa, ở một cái vùng sâu vùng xa nào đó, và họ vẽ lên sẵn một cái mô hình và có sẵn đường xá. Và nhiều chủ đầu tư cũng không biết ở đây là đâu luôn các bạn. Và trên xe có rất là nhiều người già. Khi đến dự án thì họ sẽ tạo ra cái hiệu ứng FOMO. Và nhiều người thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm thì sẽ bị dính bẫy ở đây, vì sợ mất cơ hội mua được giá rẻ và sợ mất cơ hội làm giàu nhanh. Trên xe có rất là nhiều sale. Và khi dự án mở bán, sale đặt 5 căn thì khách hàng cũng đặt 1 căn rồi, và tranh nhau đặt các bạn. Nhưng mà kết quả khi về đến nhà bình tĩnh lại thì mất tiền cọc rồi. Cho nên trước khi mua thì bạn hãy kiểm tra thật kỹ cái bất động sản đó bạn nhé.